Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 20 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thưa quý vị, khi tuổi tác ào đến, hầu hết các cụ ông đều mặc định thời kỳ đỉnh cao phong độ của mình đã qua đi, không trở lại, khiến cho tâm lý trong chuyện quan hệ trở nên hết sức nặng nề. Tuy nhiên, có không ít các cụ ông U60-70 vẫn còn hừng hực lửa yêu và tìm mọi cách để không tắt lửa lòng. Điển hình như là cụ ông 60 tuổi trong câu chuyện dưới đây. Mặc dù quá vợ lâu năm nhưng chuyện yêu vẫn luôn dạo dực trong người. Để hiểu rõ về câu chuyện thì xin được kính mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi lắng nghe ngay bây giờ nhé. Trong căn biệt thự 2 tầng, ở trong phòng khách là ông Khang đang ngồi ăn cơm trưa. Nói là cơm trưa cho nó sang chứ thực ra chỉ là cơm hộp mua ngoài đầu đường. Bởi vì ông ấy sống một mình, vợ đã mất lâu. Ông Khang có 2 người con. Người con gái lớn đã lấy chồng và sống ở quận 7, lâu lâu qua thăm ông. Còn người con trai hiện giờ đang sống và định cư bên nước ngoài. Mấy năm trước có người bạn tới chơi, thấy đất trong vườn nhà ông rộng, chỉ trồng ít cây ăn trái, nên khuyên ông là mở xây nhà trọ. Ông thấy hợp lý nên gom tiền xây 20 phòng. Có lẽ do phòng trọ nhà ông gần trường đại học và cũng gần chợ, nên người thuê cũng đông, chủ yếu là công nhân, học sinh, sinh viên. Đang ngồi ăn cơm thì tiếng chuông cửa vang lên, làm ông Khang khá bực vì không biết ai mà lại làm phiền vào giờ này. Ông đi ra mở cửa thì thấy một cặp nam nữ. Nam chắc khoảng chừng hơn 20, còn cô gái kia thì khá trẻ, lại xinh đẹp, chắc cỡ 18-19 tuổi. Cô cậu là ai? Đến đây có việc gì? Dạ, cho con hỏi đây có phải là nhà của bác Khang, chủ nhà trọ không ạ? Vâng, tôi là Khang, chủ dãy nhà trọ. Cô cậu đến đây có việc gì? Dạ, tụi con thuê ở quê lên, muốn thuê phòng. Ông Khang nhìn sơ đôi trai gái đó rồi niềm nở mời đôi trai gái vào nhà. Đặt hai chai nước suối lên bàn, ông vui vẻ nói: các con tên gì? Ở đâu lên đây thuê nhà? Dạ, tụi con Bình Dương lên. Con tên là Trung, còn đây là bạn gái của con tên là My. Lúc này ông Khang mới có cơ hội nhìn kỹ My. Một cô bé khá là xinh, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt với những nét vô cùng xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi không son phấn, đỏ mọng như quả hồng đào, làm trông Khang cứ ngẩn ngơ quên hết mọi thứ xung quanh, khiến trông ta trở về cái thời lúc mới yêu dạo dực những điều mà tuổi trẻ hay muốn của thằng con trai vừa mới lớn. Lúc này con cá chuối của ông cứ dãy đành đạch trong cái quần đùi. Ông Khang viện cớ vào phòng lấy hợp đồng để thay cái quần ướt nhẹp. Một lúc ông Khang đi ra và cầm theo tờ giấy photo sẵn để xuống bàn và nói giọng vui vẻ: tiền trọ đây mỗi tháng thì bác lấy 2 triệu. Điện nước các cháu cứ dùng vô tư, coi như là con cháu trong nhà. Còn đồ đạc ấy thì các cháu khỏi phải sắm gì cả, bởi vì mấy cái người thuê trước họ bỏ lại rồi, bác cất ở trong nhà kho nhiều lắm. Các cháu cứ đem về mà dùng, nếu được thì bác dẫn vào mà nhận phòng. Cả Trung và My đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai đều gật đầu đồng ý. Rồi từ khi Trung và My dọn vào khu nhà trọ của ông Khang, gặp ai trong nhà trọ ông cũng đều nói rằng Trung và My đều là con của bà con ở dưới quê của ông lên đây để ở trọ. Những người trong xóm trọ đều tin những lời ông Khang nói, bởi vì ông ta trong mắt họ là người tốt bụng và hiền lành. Sau hơn một tháng Trung và My dọn tới đây thì ông Khang để ý và gần như là đã nắm rõ được những sinh hoạt của Trung và My. Khi thấy xe của Trung đi khỏi nhà trọ là ông Khang liền lập tức dùng điện thoại gọi ngay cho My. My đang chuẩn bị tắm rồi dự định đi chợ mua ít đồ ăn thì điện thoại vang lên. Thì ra là bác Khang chủ nhà. Alo, My đấy hả con? Lát con với thằng Trung sang nhà bác ăn cơm nhé. Hôm qua con gái bác nó qua thăm, nó trò bao nhiêu đồ biển. Được thì qua đây ăn với bác cho nó vui. Thế vậy hả? Dạ bác, anh Trung đi làm tới chiều mới về ạ. Không sao, con qua đây ăn với bác cho nó vui, rồi sẵn đem về cho thằng Trung để chiều nó đi làm về nó ăn. My vui vẻ nhận lời, mà không nghi ngờ. Bởi vì bình thường mỗi khi có gì ngon, ông Khang đều rủ hai người sang ăn. Còn ở căn biệt thự thì ông Khang nhảy cẫng lên vì vui sướng. Vì hôm nay ông Khang sẽ có cơ hội chiếm lấy người con gái non trẻ ấy. Ông Khang bắt đầu nghĩ linh tinh, rồi vội đi chuẩn bị mọi thứ. Khoảng một tiếng sau thì My tới. Vừa thấy ông Khang, My đã lễ phép cúi đầu chào ông. My đi vào nhà trước, còn ông Khang ở đằng sau khóa cửa. Khi mà My đi ngang, ông Khang chăm chú nhìn vào cái cổ trắng ngần rồi nuốt nước miếng ừng ực. My vào trong nhà phụ ông Khang dọn đồ ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Khi thấy My cầm ly nước cam của mình, pha sẵn thuốc ngủ rồi uống hết, ông đã viện cứ đi vệ sinh một lúc. Rồi khoảng 10 phút sau, sau khi mà chắc rằng thuốc ngủ đã phát huy công dụng, thì ông Khang đã đi ra. Thấy My ngủ gục trên ghế, ông ta từ từ đi tới chỗ My, vừa lay vai giả bộ hỏi:
My ơi, dậy đi con, dậy đi. Thế My không có phản ứng gì cả mà chỉ có nằm ngủ. Ông Khang chắc chắn rằng thuốc ngủ của mình phát huy tác dụng. Ông ta cười khoái trá và lao vào hít hà người My. Mùi thơm cơ thể làm cho ông Khang thấy người cứ lâng lâng. Ông ta từ từ lấy điện quần áo rồi nhìn thật kỹ My, sau đó ngấu nghiến như kiểu đang ăn bát mì tôm cay nóng. Đã hơn 20 phút trôi qua, ông Khang dường như sắp tới giới hạn của mình. Ông cố gắng được 5 phút nữa thì thở phì mồ hôi ướt sũng rồi mới dừng lại. Sau khi xong việc, ông mặc quần áo ngay ngắn như lúc ban đầu cho My, để đến khi cô bé tỉnh lại sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Khoảng 45 phút sau thì My tỉnh dậy, thấy mình nằm ngủ trên ghế, đồ ăn trên bàn đã được dọn. Khi thấy My tỉnh lại, ông Khang mới giả bộ hỏi với vẻ ân cần. Con dậy rồi đấy à? Bác thấy con ngủ ngon thế nên là chả dám đánh thức. My vừa gãi đầu đỏ mặt trông cực kỳ xinh đẹp và ấp úng nói. Dạ con xin lỗi bác, không biết là tại sao con lại buồn ngủ như vậy. Chứ tối ăn của bác mà lại không phụ được cái gì, con ngại quá. Không sao đâu, bác xem tụi bay như là con cháu trong nhà. Mai mốt con có đi đâu ấy là không được ngủ như vậy nhé, không tốt đâu. Đoán bác bỏ vào túi ni lông rồi, đem về để cho thằng Trung nó có mà ăn nhé. My đứng dậy, người ê ẩm, nghĩ rằng là mình đã ngủ sai tư thế nên cũng không nghi ngờ gì cả. Mấy ngày sau, đúng vào giữa tuần, dãy nhà trọ của ông Khang khá vắng. Vì là buổi sáng công nhân đi làm, học sinh sinh viên thì đi học hết. Sau khi dậy, My dọn dẹp trong phòng trọ, rồi dự định là tối nay sẽ nấu cho Trung một bữa thật ngon. Vì cả tuần nay Trung đều tăng ca ở xí nghiệp. Lúc về, người lúc nào cũng bơ phờ mệt mỏi. My nhiều lần xin đi làm thêm tiền phụ giúp, nhưng mà Trung đều từ chối. Bởi vì Trung nói rằng My mới học xong cấp 3, chưa làm lụng quen, sợ vất vả nên không cho. Đang dở thức ăn chuẩn bị đem nấu thì ngoài cửa có tiếng gọi. My ơi, con có nhà không? Bác Khang đây. My đi ra mở cửa thì thấy ông Khang đứng ngoài, trên tay là một bọc ni lông đựng trái cây. Thấy My, ông Khang liền cười tươi mà nói. Hôm qua bác về quê nhà bà con ăn dỗ, họ có cho bác trái cây mà bác lại ở có một mình, nên là bác đem qua cho tụi con ăn. Dạ con cảm ơn bác ạ. My vội đỡ lấy bọc trái cây trên tay ông Khang rồi mời ông vào nhà chơi. Ông Khang bước vào nhìn khắp phòng như là dò xét gì đó, rồi ông hỏi một câu dù đã biết đáp án cốt yếu là để đảm bảo kế hoạch của mình. Thằng Trung có nhà không con? Dạ anh đi làm rồi ạ. Chắc tối anh mới về. My cầm ly nước trên tay mời ông Khang. Ông Khang cầm ly nước trên tay đưa lên miệng uống. Ánh mắt ông cứ chăm chú nhìn vào My. Nhìn thấy ánh mắt của ông ta đang nhìn mình với vẻ thèm thuồng, My vội nhìn lại chính mình. Hóa ra là cô đang không mặc áo lót. Chính vì ở nhà một mình nên My chủ quan không mặc vì trời cũng đang nóng. My vội quay đi để tránh ánh mắt ông Khang đang nhìn mình và định đi lấy cái áo khoác. Bỗng nhiên My hoảng hốt la lên. Bác Khang, bác làm cái gì vậy? Buông cháu ra. Chửa bác đi, bác thương con mà. Không được, buông ra. Ông Khang không ngừng dùng đôi bàn tay ma mị của mình để sờ soạng My. My tức giận nói với giọng gây gớm. Ông thả tôi ra, nếu không tôi la lên cho mọi người tới đây. My tưởng rằng với câu đe dọa đó ông Khang sẽ sợ, nhưng mà My đã lầm. Trong lần bị chuốc thuốc mê lần trước, khi hành sự ông Khang đã nhanh tay quay lại hết clip, nên giống rất tự tin và cười lên quán cha nói. Mày giỏi thì mày la lên, tao sẽ cho thằng Trung xem hết clip mà tao với mày ân ái hôm trước. Bây giờ tao cho mày hai con đường lựa chọn. Một là ngoan ngoãn phục vụ tao, hai là tao sẽ để mày đi, và mày muốn làm gì thì tùy. Nhưng mà tao chắc rằng clip của mày ngày mai sẽ ngập tràn trên mạng. Nói xong rồi ông Khang mở cánh cửa ra, nhưng My không hề nhúc nhích gì. Vì My biết chắc rằng trong cuộc chơi này ông Khang là người chiến thắng, còn My là kẻ thua cuộc. My không muốn Trung phải buồn vì mình, biết rằng mình bị cưỡng ép, nhưng My phải đối diện với Trung như thế nào. Liệu khi biết tin Trung có bỏ rơi mình không? Khi thấy My không phản ứng gì nữa mà gục đầu xuống khóc nức nở, ông Khang biết là cái lời của mình vừa nói có tác dụng. Ông vội đóng cửa lại đi tới chỗ My, nói với giọng dỗ dành. Con yên tâm đi, chuyện này á chỉ có một mình bác biết thôi. Nói xong lão đưa My xuống chiếc giường của hai vợ chồng. My quay đầu ra, một bên không thèm nhìn lão, chỉ có khóc thút thít. Ông ta nhếch mép cười thầm mà nói. Lúc trước là do lão không có nhiều thời gian, mà lúc đó My lại bất tỉnh không biết gì. Nhưng mà bây giờ lão không cần gì mà phải gấp cả. Lão đang có rất nhiều thời gian, lão sẽ dùng hết kinh nghiệm mà lão đã tích lũy cả chục năm nay. Với kinh nghiệm này lão tin rằng
bất cứ ai cứng đầu sẽ bị khuất phục. Rồi đây lão sẽ làm cho My quen và không bao giờ quên được lão. Ông ta dùng chiếc lưỡi ma thuật của mình mà không bỏ sót một cm nào. Một tiếng ơ rất nhỏ của My mà ông biết mình đã thành công. My đã ngừng khóc, nhắm mắt lại, môi mím chặt, cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Dù nhiều lần làm chuyện vợ chồng với Trung, nhưng chưa bao giờ Trung làm cho My thích như vậy. Dù cô có thấy tủi nhục, nhưng mà My lại thấy vô cùng thích thú. Ông Khang liền hỏi, nào, thế nào, có thích không con? My lắc đầu, mặt đỏ lên. Thế thì thôi nhá, bác về đây. Lúc này ông ta nhận ra cái vẻ mặt tiếc nuối của My. Ông cười và biết chắc chắn rằng My không thể nào mà từ chối ông được nữa. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. My nhãn phải bùa mê thuốc lú của ông Khang. Và càng nghĩ đến ông Khang, My lại càng cảm thấy dạo rực trong người. Vào một buổi tối, Trung đi làm tăng ca, My đã lấy hết can đảm sang tìm ông Khang và ngỏ ý muốn được quan hệ với ông. Vậy là cuối cùng ông đã tìm được một sự hợp tác sau một khoảng thời gian dài mà My cố tình né tránh. Một lúc sau đó là sự cuồng nhiệt của ông Khang. Một cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện khiến cho My mê đi. Đúng là mỗi lần với Trung cô không thể nào có được cái cảm giác mạnh mẽ như thế này. My cố gắng chống lại nó nhưng không thể nào chịu được. Hai người một già một trẻ phối hợp một cách nhịp nhàng như hòa quyện vào nhau mà quên đi rằng ranh giới giữa một người đàn ông gần 60 tuổi, đáng tuổi cha ông, của cô bé mới chỉ có 18. Thưa quý vị, hội chứng ám ảnh tình yêu được chứng minh bằng việc cô gái trong câu chuyện trên trở nên cuồng si ông chủ trọ quá mức, có thể làm tất cả mọi chuyện không tưởng để đạt được thứ mà họ gọi là tình yêu. Nếu như một lúc nào đó cô gái ấy thoát khỏi vòng xoáy tình yêu này, liệu rằng chồng của cô ấy biết chuyện có thể tha thứ cho cô ấy hay không? Hãy tỉnh táo lên chàng trai nhé. Mình chỉ nên tha thứ cho những gì xứng đáng mà thôi. Các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện phía bên trên? Hãy bình luận để cho Hồng Nhung cũng như ekip của chương trình được biết nhé. Còn đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo vào khung giờ phát sóng quen thuộc, đó là 20 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Thank you.